Lâm Phong Kề là 16 tuổi, bởi vì cái này cũng cơ duyên, cháu là dẫn đến cái tiệm của ông Sĩ Tiên đó, tôi thấy để xin hồ, nhưng mà thấy những bức tranh quá đẹp, rồi từ đó có một tư tưởng là muốn nghỉ học để học cái nghề tranh gói giải này. Hàng tranh gói giải này nó có từ 1948, rồi thịnh hành nhất là vào năm 1956, 57, 58, 59 tới 65. Một bức tranh hoàn thiện là toàn là giải không, kể cái phong này cũng giải luôn nữa. Chẳng hạn như một bức tranh con cò này nè, thì những cái phần mình và đầu cổ này thì nó dễ, nhưng mà qua phần cánh này nó hơi rắc rối chút. Cái ghê này một là ít có ai ham, ít ham nó nhờ cái ham mới được, chứ còn bắt buộc là không được, miễn là mình còn khỏe mạnh thì vẫn tiếp tục đến cái chừng nào mình qua đời thôi. Chứ còn vì cái dòng tranh này tôi suy nghĩ nhiều khi mình nghĩ làm cũng cảm thấy buồn.